Nhưng trong thần số học nó lại có quan điểm hoàn toàn khác với Trung Quốc. Thần số học con số 7 là con số may mắn cho những người biết đến đạo học, cực kỳ may mắn. Và con số 7 là con số khó khăn dành cho những người thuần đi cuộc đời. Không biết đến đạo học thì con số 7 là một con số đầy sóng gió. Biết đến đạo học thì con số của minh triết thì lại cực kỳ tốt. Vậy do mọi cách mình nhìn thôi. Tại sao lại đi sợ con số 7? Con số 7 nó giúp mình đến với minh triết mà, mình giữ nó đi. Em tên là Mạnh, sinh năm 98 và em đã hiện tại đang có một chút về vấn đề về sức khỏe. Thì em tình cờ có một nhân duyên gặp được một người thầy về đông học và phong thủy. Thì sau khi trò chuyện quan sát thì thầy khuyên em là nên đổi sang tên Trọng thay vì tên là Mạnh ở trên chứng minh thư, và năm sinh từ 98 sang 97. Vì năm 97 có chữ Đinh hay là chữ Đình gì đấy em chưa rõ, nên là em thắc mắc và không hiểu ý nghĩa của tên Trọng chữ, là gì. Cái số 7 nói theo ngôn ngữ của người Trung Quốc là chữ thất đấy. Đọc gần chữ thất, đổi thành chữ 8 thì là chữ phát, cái thế thôi. Nếu em kẹt vào cái chữ thất và chữ phát thì nó ám ảnh em. Còn nếu em không kẹt thì em để luôn ba số 7 đi cho đời nó tươi. Nhưng trong thần số học nó lại có quan điểm hoàn toàn khác với Trung Quốc. Thần số học con số 7 là con số may mắn cho những người biết đến đạo học, cực kỳ may mắn. Và con số 7 là con số khó khăn dành cho những người thuần đi cuộc đời. Không biết đến đạo học thì con số 7 là một con số đầy sóng gió. Biết đến đạo học thì con số của minh triết thì lại cực kỳ tốt. Vậy do mọi cách mình nhìn thôi. Tại sao lại đi sợ con số 7? Con số 7 nó giúp mình đến với minh triết mà, mình giữ nó đi. Em ghi vào trong đang từ 98, em đang sinh năm 98 và thầy là khuyên em nên chuyển sang năm 97. 98 nếu mà theo quan điểm của người Trung Quốc tốt mà phát, đấy, đấy, vấn đề do em thôi. Ngay cả con số 4 này, con số 4 là sinh lão bệnh tử, đúng không? Thế bây giờ con số 4 là từ bi hỷ xả, được không? Được không? Từ bi hỷ xả tốt không? Quá tốt. Bây giờ con số 3, ủa con số 3 xui lắm, chụp hình 3 người xui lắm. Con số 3 là giới định tuệ, tốt không? Quá tốt luôn. Tại sao mình cứ nghĩ con số 3 là tham sân si, phải nghĩ sang giới định tuệ thì nó tốt. Con số 3 là văn tư tu, tốt không? Quá tốt luôn. Nên tất cả những cái đó là do quan điểm của mình thôi. Nên em thoát được cái quan điểm đó thì em bình an. Đó. Còn tên em là Mạnh là cột nghị lực. Tên em là gì? Trọng là cột đạo đức. Em muốn đổi sang cột gì thì do em. Ví dụ em thấy em thiếu đạo đức thì đổi sang tên có nhiều chất đạo đức lên. Còn em thiếu cột nghị lực, em phải tăng nghị lực lên chứ. Ví dụ này, trọng kỷ luật. Trọng là tập tôn trọng người khác và tập kỷ luật với chính mình, trọng kỷ luật. Họ tên là Trọng, nhưng mà cái nickname ghép vô trong Facebook và Zalo là Trọng Kỷ Luật. Tôi có một cậu nhân viên tên là Điền, và tôi thấy tôi nhấc nhấc từ cậu nhân viên lên làm quản lý. Thì khi làm quản lý là nó hơi yếu, nó hơi dĩ hòa vi quý. Tôi bảo không, tao đã đổi tên cho mày, Điền Đại Úy. Nhớ vai trò của em vào trong văn phòng là đại úy, phải đi chỉ tụi còn lại. Ngày nào tôi cũng bắt nó đi kèm cặp chỉ nhóm trong phòng. 2 năm sau nó trưởng thành một con người khác liền. Em là đại úy chứ không phải là binh nhất binh nhì, nhớ nhé, phải kèm cặp người khác nhé. Ngày nào cũng bắt nó đi kèm cặp người khác 2-3 tiếng. Thì từ từ nó lãnh đạo được cả một đội nhóm. Còn nó là tiếp S nên nó hiền lành, dĩ hòa vi quý, nó không lãnh đạo được. Tôi ép nó sang tiếp D đấy, có gì đâu. Do mình thôi, mình kèm cặp nó đủ thôi. Cộng với cái tên Mạnh vào, tác ý Mạnh vào là nó chuyển tới gì đâu mà. Nên chuyển nghiệp là do mình, là do tiến trình văn tư tu của mình đấy. Dạy cho nó hiểu là văn, rồi nó suy ngẫm, nó đúc kết, nó trăn trở với cái điều đó là chữ tư, và cuối cùng nó thực hành cái điều đó là chữ tu. Cộng với mình là ông thầy push bên cạnh đó, nó vận hành cái tiến trình văn tư tu mạnh hơn thì nó chuyển cái thế thôi chứ. Có thể cho em hỏi là chồng em thì tên là Thành Công, nhưng mà em theo dõi trong cái cuộc đời em, chồng em là hơn 40 năm rồi mà cũng chưa thấy thành công, thì thầy cho em xin thì mình đổi tên thành thất bại. Đúng không? Đổi tên thành công, thất bại. Thế là xong, quá đơn giản. Cái tên nó gắn với mình, nó làm cho đôi khi nó làm cho chúng ta đảo cực. Lưu ý nha, cái tên của chúng ta một là nó đi thuận, hai là nó đi nghịch, cho nó ít khi nó lửng lơ lắm. Tôi quan sát cái tỷ lệ nó khá đông. Ví dụ tên là Trí thì nhiều khi nó rất ngu. Tên là Hiền nó rất dữ, rồi nó dữ dễ sợ luôn thì tên nó là Hiền. Đấy. Tên là Nhung chả có mềm mại gì cả, kiểu như vậy đó.
Nên ở viện đào tạo Bách Khoa có một bạn tên là Nhung, và bạn phải tác ý là Nhung nhẹ nhàng. Một năm sau mới nhẹ nhàng được đấy, chứ không phải đùng một cái nhẹ nhàng được đâu. Cũng phải luyện đi luyện lại hàng trăm hàng nghìn lần mình mới nhẹ nhàng được. Thế thì em cũng xin Thầy cho em một cái tên theo cái tên Nhung ạ. Thì đó, Nhung nhẹ nhàng. Dạ, em cảm ơn Thầy ạ. Nhá, hoặc là Nhung đúc kết. Chán dạ. Em hai bên này nó hẹp này, đặt tên là Nhung đúc kết. Dạ, em cảm ơn Nhá, Thầy. Còn cái gò má lớn là Nhung nhẹ nhàng, để bớt mong cầu lại. Dạ. Còn bạn Công thì hạ đình yếu, mặt hơi méo một tí. Trong cái công việc nhiều đôi khi mình nỗ lực nó bị lệch lạc. Thì Công đúc kết. Dạ. Làm cái gì cũng phải tập đúc kết hết, thì nó vỡ ra. Công đúc kết. Nó điều chỉnh tâm trí mình lại. Đấy. Vâng, em cảm ơn Thầy ạ. Thôi, bữa nay không phải là lớp nhân tướng, đá chơi tí cho vui thôi nhá, chuyển mic cho bạn bên đấy. Vâng ạ, em xin chào Thầy và chào các anh chị ạ. Em vẫn phân vân một điều, đấy là lúc đầu thì mình cũng có học là cái quan trọng nhất là bản thân mình ấy ạ. Nhưng mà sau đó thì để có được ba gốc thì lại 95% là do nhờ môi trường Tam Bảo ấy ạ. Vậy thì nó làm em có nghĩ rằng là cái môi trường là quan trọng nhất. Cái đó cũng đúng, nhưng này, môi trường mà chúng ta không có tiến trình văn tư tu thì môi trường trở thành vô ích. Vâng ạ. Mà tiến trình văn tư tu thì chỉ có văn là ông thầy giúp được thôi, còn tư và tu ông thầy hết giúp được, đúng không? Tư duy là cái não của em nó ngồi nó suy nghĩ thì ông thầy đâu giúp được. Nhưng mà bởi vì là em bị phân vân giữa việc rằng là em đang không phát triển được thì có phải là do môi trường hay không? Bởi vì là ví dụ như thầy nói rằng là các bạn ở tù, chúng ta phải hiểu này, nhân và duyên hội tụ. Nhân chính là tiến trình văn tư tu của mình, duyên chính là thầy sách bạn. Cả hai yếu tố này mạnh thì em sẽ thay đổi. Nhưng mà ví dụ như là các tù nhân ở tù ấy ạ, thì hôm thầy cũng còn nói rằng là 97% là họ sẽ lại quay lại tù. Thế nhỡ mà em đang ở trong một cái nhà tù thì phải làm thế nào ạ? Thì phải cải tạo cho hết tù chứ sao được. Nhưng mà như kiểu là cái bài toán này nó như kiểu con gà quả trứng ấy ạ. Bởi vì bản thân em bây giờ em không biết là do cái gốc, ba gốc của em không mạnh hay là do môi trường của em xấu. Bởi vì nếu như mà cái gốc của em không mạnh từ, thì làm sao em thay đổi khi được môi trường? Khi em đặt câu hỏi này tức là cột trí tuệ bị thiếu. Mình không suy xét được là môi trường của mình như thế nào. Tam Bảo có hay không mà mình còn không suy xét được, trong khi một đứa lớp 7 đã suy xét được rồi. Như vậy là cột trí tuệ em yếu. Cái thứ hai là mình không biết tâm của mình ba gốc hay ba độc nhiều, cũng là do trí tuệ mình yếu. Vì gần như mọi người học đều nhận xét được là ba gốc của tôi ngưỡng nào họ ước chừng được. Không cần quá chính xác nhưng mình ước chừng được. Mình ước chừng được cột trí tuệ của mình bén hay không, họ ước được. Ước chừng cột đạo đức của mình bén không, là học cái này là họ tự ước chừng được. Hình dung không? Mà nếu em không ước chừng được, tức là cột trí tuệ em phải luyện lại. Có thể em cứ luyện đi luyện lại lớp này vài lần. Tức là cái tiến trình văn tư tu mình phải vòng đi vòng lại nhiều lần. Có nhóm bạn tốt cứ luyện đi luyện lại vài lần, tự động nó vỡ ra. Giống như một cậu học sinh, cậu mới hỏi ông thầy này: "Thầy ơi thầy, khi nào thì em đấm cái bịch này văng đi được 3 mét?" Nó đến nó học võ, nó học được một tuần, nó biết đấm rồi. Nhưng nó thấy ông thầy đấm một cái bịch văng đi 3 mét. Nó mới hỏi: "Thầy ơi thầy, khi nào con đấm được cái bịch này văng đi 3 mét?" Ông thầy không trả lời được. Ông thầy bảo có thể 3 tháng mà có thể cả đời con không đấm văng đi được, đúng không? Nó luyện tập quyết liệt đến tận cùng, có thể 3 tháng nó đấm văng đi được, mà cũng có thể 3 năm. Nhưng cũng có thể nếu nó hời hợt thì 30 năm đấm cái bịch đó vẫn không văng đi. Còn theo em là ông thầy đã truyền hết nghề cái cú đấm cho nó chưa? Truyền hết rồi, còn lại tập luyện là do nó. Hiểu không? Cái tấm bản đồ tôi trao cho em rồi, tiến trình văn tư tu là do em. Và tiến trình này tôi không giúp em được, tôi chỉ giúp em phần văn tuệ được thôi. Tư và tu tôi không giúp em được. Tư và tu chỉ có em cộng với nhóm bạn tốt. Nhóm bạn tốt nó dí mình làm cho nhắc mình thì được. Đấy. Nhưng mà ví dụ bây giờ ba gốc gồm có đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Thì ví dụ như em nói với thầy là em không đo đếm được cái đấy, thì thầy nói là em thiếu trí tuệ. Vậy thì trong ba cái đấy thì có phải là cái trí tuệ sẽ quan trọng nhất và mình cần nâng cao cái đấy trước không? Hay tùy, rằng là tùy, tùy. Bởi vì trí tuệ là quan trọng nhất, nhưng rất nhiều người họ không nâng được trí tuệ đâu, mà họ phải thông qua đạo đức và nghị lực trí tuệ nó mới lên. Lưu ý nhá, đi thẳng vào cột trí tuệ là bài toán rất khó, mà chúng ta phải đi đường vòng. Nâng một chút đạo đức lên, xong nâng một chút nghị lực lên, rồi mới nâng được một chút trí tuệ lên.
giới sinh định và định sinh tuệ. Không dễ gì đi direct vào cột trí tuệ được đâu. Ví dụ nhé, một người bị trầm cảm và bị stress căng thẳng gần như là hơi tâm thần. Các bạn dạy trí tuệ cho họ là vô ích, họ không học được gì hết. Nhưng dù họ đi làm thiện nguyện thì họ lại đi làm. Dù họ lên chùa làm công quả, họ vẫn làm được. Trầm cảm kiểu gì vẫn đi làm thiện nguyện được, làm chân, làm tay, giúp đỡ mọi người một tí. Sau 3 tháng nó tỉnh ra thì bắt đầu mới cho nó học được. Có phải là cho nó đi làm thiện nguyện là cột đạo đức không? Nó tạo phước, chúng ta hay gọi là cột tạo phước. Khi phước nó đủ đầy thì nó mới học được. Phước nó không đủ, nó không học được đâu. Đấy, khi nó cạn phước là phải tạo phước lại cho nó. Nên làng hạnh phúc của cô Kim Sơn là làm cái này rất tốt. Rất nhiều bạn có vấn đề về tâm lý, trầm cảm, đòi tự tử hoặc thậm chí tự kỷ, lên làng hạnh phúc 6 tháng 1 năm là êm liền, bắt đầu ngồi học bài êm liền. Vì lên trên đó các bạn được hòa mình với thiên nhiên, có thầy, có sách, có bạn. Thiên nhiên là một ông thầy vô cùng lớn. Được tôn trọng, được làm việc, được tạo phước, nửa năm, một năm sau, tinh thần bình ổn, ngồi học ngon lành trở lại. Còn ngày xưa không học được một chữ nào đâu. Đấy. Cái hệ thống làng hạnh phúc của cô Kim Sơn là chữa bệnh rất rất nhiều người bị bệnh nặng vào hết rồi. Tốt hơn trại tâm thần rất nhiều. Trại tâm thần là các nhà tù nhốt bệnh, chứ không phải là nơi chữa đâu. Rồi, bạn khác. Em cứ luyện thêm đi, cứ vòng đi vòng lại mấy lần thì tự nhiên nó vỡ ra nhá. Vâng, em chào thầy ạ, chào anh chị ạ. Vâng, trước tiên thì em xin cảm ơn thầy, bởi vì là cũng nhờ có thầy mà em mới đặt tên cho con của em. Mặc dù đây là lần đầu tiên em gặp thầy, nhưng mà năm 2021 thì em có sinh bé đầu tiên. Và em có học khá nhiều, 2021 là thời kỳ Covid ạ. Thì em học khá nhiều các khóa online của BKE. Và thời điểm đó thì cũng sinh con và có đi tìm đặt tên cho con, cũng đặt theo phong thủy giống như lúc nãy có một số chị nói ạ. Đi tìm hết đủ các tên phong thủy hợp tuổi 2021 với lại hợp tuổi của bố của mẹ. Nhưng sau đó tìm đủ các loại tên rồi cuối cùng vẫn chưa thấy tên nào phù hợp. Rồi cuối cùng mà thôi chốt lại chọn theo ba gốc, tên của bạn ấy là Tạ Đức Chí. Và hôm nay thì cũng rất là vui khi mà thầy nói đến chủ đề này thì em lại nhận ra một điều. Đó là khi mình đặt tên cho con ấy, thì cái tác ý quan trọng nhất là mình tác ý cho bố và mẹ, không phải cho con. Có nghĩa là bố và mẹ sẽ là người được hưởng nhiều nhất. Tức là khi mà con cái là cái quan trọng nhất của bố mẹ. Và khi mình nhắc đến cái tên của con thôi là mình đã dụng tâm trong cái tâm của mình. Và mình thấy là cái người hưởng lợi nhiều nhất chính là người bố và người mẹ, không phải là đặt tên cho con để con có được cái gì về sau đó. Thì cái này là em thấy có cái ý này là thấy nó hay hơn và tốt hơn. Hợp lý, dạ. Cũng là một ý rất hay. Với điều kiện là ba mẹ phải trăn trở vì cái tên đấy. Dạ đúng ạ. Chứ nhiều ba mẹ họ không trăn trở thì họ gọi cái tên nó vô ích. Chính xác ạ, cho nên là lúc nãy em cũng muốn chia sẻ là góp ý cái chị lúc nãy hỏi thì thấy là tức là khi mà hỏi tên, tức là tại sao là em lúc đấy em không hỏi tên của ông bà hay bố mẹ đặt tên cho con như nào, mà mình phải là người tự đặt tên thì lúc đấy cái tác ý nó mới được đúng và nó mới có thể thành được. Còn nếu mà tác ý đây là của người khác thì cũng không có tác dụng ạ. Đúng rồi. Các vị, các bạn nhờ thầy đặt tên cho con em là không hiệu quả đâu. Các bạn phải là người trăn trở, chính phụ huynh là người cộng nghiệp với đứa con của mình. Thì chính các bạn phải trăn trở nó mới đúng nha. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Cảm ơn em. Nếu thấy hay, hãy like, share, follow để lan tỏa và cập nhật video mới.